ăn ở đây, nghỉ ở đây chắc nghỉ đâu. Xin chào các bạn Yolan trên toàn đất nước Việt Nam nha. Bây giờ là 8 giờ tối. 8 giờ tối ngày bao nhiêu chú nhỉ? 29. Ngày 29 tháng 5 của năm 2021. Hiện tại mình cũng đang ngồi uống trà ngắm em này. Thực ra là nó là mít 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 24 giờ, bay 24 giờ. Con này thì là chủ nhân là anh Nguyễn Quang Biên. Mình thấy lụ hay đẹp quá, quay lên chia sẻ với mọi người ngắm xem thẩm giúp mình con này có phải là hồng không. Bên dưới nó có mầm gốc lá mít rất đẹp. Bản thân anh chủ nhân sở hữu nhưng anh cũng chưa dám định rằng là con này nó là hồng hay là tím. Nhờ các cao nhân thẩm giúp xem là con này nó là hồng hay là tím. Nói chung là về thân lá con này thì quá ok, tuyệt vời rồi. Ngấn đỏ luôn chứ không phải là ngấn tím. Thân đỏ ửng như là hồng luôn. Thấy đẹp quá, mình quay lên. Chắc là hôm nay nó cũng hé rồi, chắc tầm tầm độ 3-4 hôm nữa là nó cũng sẽ bung rồi. Đi đây. Đây là một chiếc Kia 51 lách. Đây rồi. Trên hai lũ hoa quá tuyệt vời, đẹp thật. Mình đoán ra con này nó sẽ là hồng chứ không phải là tím. Tím thì không có thể lũ đẹp như này được. Quá chất và phê pha. Đấy, quay cho mọi người xem. Lá mít đầu lõn. Con này lá nó cứ kiểu hong 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 đỏ cái gì anh nhỉ? Mấy màu ấy. Màu màu con này rất giống màu cái màu hồng xòe ấy. Mấy màu cơ mà, lá nó ra. Mấy màu ấy. Nó là sọc. À, nghĩa là nó hơi sọc của anh. Nó sọc màu không phải sọc gân mà nó sọc màu. Đấy, lụ nhìn nó hồng rực. Cây này thì là cây cái hồi mà anh Biên này anh chốt cây bạch tuyết thì là có người kỷ niệm anh ấy hàng biếu tặng, đâm ra là mình nghĩ rằng nó cũng không phải là cây vớ vẩn. Một tác phẩm rất là đẹp luôn. Bỏ lãng quên mất một năm rồi. Mình lãng quên. Anh chỉ chăm cây thôi, anh cũng chẳng để ý gì. Chẳng để ý gì, để ý gì rồi. Đây là hồng hay là tím. Giá thể thì bên dưới thì có vỏ thông và phân tan chậm, có rêu. Thế nha, mình quay qua thế thôi.
Quay nhiều quá anh ghét mình. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.